Rồi bây giờ ổn định hết rồi, con xin kính chào tất cả mọi người, đặc biệt là chính quyền địa phương, kính chào sư thầy, kính chào ban diện trưởng và tất cả bà con được tại đây nhé. Hôm nay chúng ta rất là vui mừng hân hoan để ký quyết định cho 5 người anh chị em của chúng ta ra khỏi phòng khám một cách ngoạn mục. Người thứ nhất là anh Hoàng, gọi anh cho nó vui nha. Anh Hoàng là ung thư lách, ung thư lách và lách đã cắt bỏ, thì sau thời gian điều trị 46 ngày thì anh Hoàng đi trung tâm hòa hảo xét nghiệm không còn ung thư và không di căn. Chúc mừng anh nhé. Ok. Đây là bà bác Mai ha. Bác Mai là 90 tuổi. 80 tuổi. Bệnh của bà rất là nhiều, về không cột sống rồi thối quá, cột sống rồi đủ thứ kiểu á. Mà hôm nay là bà hoàn toàn bình phục, cuối cùng là bà đã không còn là bệnh tật nữa nhé. Xin mời bà đứng lên cái cho con mặt cái. 80 tuổi không còn bệnh tật, xin bà ngồi xuống nha. Xin bà Võ Thị Hai thì tiểu đường tiếp 2, không phụ thuộc insulin, rồi thở van tim 2 lá, rồi cao huyết áp vô căn, thì trung tâm hoàn hảo đã xác nhận bà không còn bệnh nữa. Xin chúc mừng bà nha. Đây là bà Nguyễn Thị Liên nha, quê ở Ban Mê Thuộc, ung thư phổi giai đoạn 4. Đúng ý ra là bà sẽ phải chết ở tại nhà, nhưng mà hôm nay là bà đã hoàn toàn hết ung thư phổi giai đoạn 4. Thì thời gian điều trị bà là 92 ngày. Là coi như mình đó là trong 92 ngày qua mình theo bà y như một em bé vậy. Tối ngày cứ bồng ẩm suốt. Đến hôm nay là bà đã hoàn toàn bình phục, không còn ung thư phổi nữa. Đây là Nguyễn Thị Liên. Điều trị có nghiêng ngày 28 ngày thôi. Tiểu đường với gì nữa mấy con quên tiêu rồi, nhiều người quá quên rồi, thôi ngồi xuống đi được rồi. Tất cả là hai bệnh viện xác nhận, một là bệnh viện Đại Vinh, hai là bệnh viện của Hòa Hảo xác nhận, là trung tâm Hòa Hảo được xác nhận hết. Do vậy mà những bệnh nhân này cứ ra về một cách bình yên, không còn bệnh nữa. Mọi người bên đây vui không? Còn mọi người bên đây là chuẩn bị dự kiến sẽ ra bệnh viện vào tháng sau, đủ loại ung thư trong này. Không biết vụ gì mà dữ vậy đấy nữa. Thôi mình về đây mình phục hồi lại nhé. Có đặc biệt có một ca là ung thư lưỡi. Ung thư lưỡi thì là đúng lý ra là đầu tháng 10 thì ra. Nhưng mà nếu mà to cha khỏe không kìa? Xin mời đứng lên coi nè. Cha khỏe không? Cha đang làm gì? Cha có đẹp trai không? Tại sao cha hỏi vậy phải không? Tại sao cha hỏi vậy phải không? Tại vì ung thư lưỡi nói chuyện không được. Cái lưỡi nó bự chản rồi, nó nằm chỗ không nói chuyện được. Nhưng mà hôm nay ông đã nói chuyện được rồi. Cha hỏi cha có đẹp trai không là cái câu đó khó nói lắm. Thì ông trả lời là đẹp trai lắm, là tức nghĩa là ông nói ngược đi, là ông đã khỏe dữ lắm rồi nha. Nói chung là đây là những căn bệnh sẽ ra viện vào tháng sau. Ung thư vú rồi, ung thư phổi rồi, ung thư lưỡi rồi, ung thư bể thận, ung thư bể thận, ung thư gan, đủ kiểu hết. Còn giải bên đây thì chúng ta chờ đợi nhé, chúng ta chờ đợi tháng sau ta sẽ quyết định cho mình ngày ra. Ở trong này đặc biệt có hai em, một em là bị đúng ra bệnh này không có nhận, nhưng mà thôi thì phải nhận luôn cho chủ tịch chữ thập đỏ xã Hòa Minh đó, xã Long Hòa. Xin mời hai em gái. Đây là hai chị em, chị áo vàng là bị thúi lỗ tai bên trái, chảy mũ tối ngày. Bệnh này thì Tây y trị lẹ lắm, nhưng mà về Nam y thì mình chuyển thời gian cho Tây y trị. Còn bên đây, chị bên đây là tiểu đường 27 chấm. Tiểu đường ra tới 6 chấm là hết rồi, là không có tiểu đường mà chỉ tới 27 chấm rồi. Cho nên hiện tại là hai mắt mờ, không thấy đường. Thấy vậy cho hai mắt không thấy đường gì cả. Đặc biệt hai em này gia đình rất là khó khăn, cho nên cha ngày hôm qua khi mà chủ tịch chữ thập đỏ đưa về thì
cha nhận có một ca tiểu đường thôi, nhưng mà ca này thì tai chảy mũ thôi, thì cha thấy gia đình khó quá cha nhận luôn. Cha nhận luôn, nhưng mà con ơi, bệnh của con điều trị lẹ lắm, cha điều trị hết bữa, cha đưa lên bác sĩ Dũng để điều trị cho con, tự động con hết bệnh con về thăm con. Tại vì nếu con ở nhà thì kinh phí không có để điều trị nha, thì cha nhận luôn, cha điều trị cho con hết bệnh. Rồi con ngồi xuống đi. Chúng ta còn có một số ca trong phòng, đặc biệt là có một ca gút 10 năm. Ca gút này hôm nay là đã bình phục, ca gút hôm nay là đã bình phục 50%, còn lại 50% nữa thì sắp tới cha sẽ cho lên bệnh viện để mổ. Mổ là mổ cái gì? Tại vì do những cái chất đạm nó đóng lâu ngày quá, thành dâu, nó hóa thành dâu, thành vôi á. Cho nên bây giờ mình cho uống thuốc thì cơ thể của cái người bị gút là hết. Nhưng mà những cái cục đó mình sẽ cho cái thẩm mỹ lại, tức là mổ lấy vô ra, không hoàn toàn hết. Thì về phía bị gút thì nó không đụng tới được phụ sạch tạng. Cho nên chú Hoàng phải một phòng này nè, thì khoảng chừng một tháng nữa là hết được. Một tháng nữa là mình nói như vậy hơi chậm đó nha, tức là một tháng nữa là mình thủ luôn cả cái mình tiểu phẫu á, mình tiểu phẫu mình lấy cái vôi ra đó. Tại vì cái vôi đó nếu mình để thì sau này không phải làm trực, cho nên một lần nó đi trực như vậy, đi chữa như vậy thì đi luôn cho nó hoàn thiện hết, xong rồi cũng về cũng lo lắng cho gia đình thế. Còn một số ca dưới như là ca anh Thu, xin mời anh Thu đứng lên đây. Anh Thu là ung thư máu mà cha đã trị 2 tháng chưa? Hơn rồi. Cái ca ung thư máu này không có nói ngày về nhé, nhưng mà mình ráng mình điều trị khá hết thôi. Bữa nay là thấy anh khởi sắc hơn nhiều rồi, cố gắng được. Trong tất cả các ca này khó nhất là ca của anh là ung thư máu, nghĩa là phải xúc máu liên tục nhé. Rồi xin mời anh ngồi xuống. Còn một số ca còn lại thì khi mình thấy các em của mình, các chị của mình ra trường thì mình phải ráng phấn đấu theo cái phát đồ nha. Ráng phấn đấu theo phát đồ cháu nano. Cha nói rõ cho mọi người hiểu cái phát đồ cháu nano luôn nhé, để mọi người sẽ hiểu. Cháu nano là một cái loại cháu nước. Cháu nước có nghĩa là gì? Có nghĩa là cháu này được nấu thành nước, và từ cái chỗ nước là cái nước đó chính là thuốc, còn cái bã còn lại là cái cháo đó, cái xác còn lại đó chính là thức ăn để mà nuôi sống con người. Cho lấy ví dụ mà nó có thật á, ví dụ như bây giờ mình ở nhà mình làm ruộng nha, thì khi mình để cái bông lúa này nha, khi mà cái cây lúa nó trổ bông, thì khi nó trổ bông ra là 10 ngày sau thì cái hột lúa nó hả ra để nó hứng xương. Thì khi cái hạt lúa mà nó hả ra là trong hạt lúa nó có gì? Khi cái hạt lúa nó hả ra hứng xương thì trong hạt lúa nó có cái nhị lúa. Thì cái nhị đó nó hấp thụ sương nắng gió mưa của mặt trời, nó hấp thụ một thời gian, bắt đầu cái hạt lúa nó ngậm cái nhị đó lại. Thì khi nó ngậm cái nhị đó lại thì cái cây lúa đó, thân lúa đó nó sẽ hút những cái chất như là những cái chất đường, chất ngọt, chất béo, chất bổ của lòng đất. Nó hút tất cả những cái chất nó lên cái hạt lúa. Thì khi mà nó hút lên cái hạt lúa rồi thì bắt đầu nó tạo thành sữa. Anh bác còn biết không? Như vậy thì lúc này đây mình bóp cái hột lúa nó ra là sữa. Như vậy thì cái sữa đó chính là cái loại thuốc mà ông trời ông cho nó nano tất cả các chất lại thành sữa. Nó là nó nano hết rồi, tức là nó hòa lại thành một hết. Ở dưới đất là nó hút là chất đường, chất béo, chất bổ, chất ngọt, chất chua, chất cay gì đó, ở dưới đất nó hút lên, nó đưa vào hạt lúa. Rồi trong khi đó cái hạt lúa nó mở miệng ra, nó cái nhị nó hứng xương, hứng nắng hứng gió. Từ cái xương nắng gió đó nó hợp với những cái chất ở dưới cây lúa hút lên, thì lúc này nó nano tất cả các chất từ trời dưới đất nó nano lại thành sữa, là thành có một chất một. Thì từ cái sữa này bắt đầu nó mới phơi nắng một thời gian, thì 20 ngày sau bắt đầu nó nặng hạt, nó đông đặc lại thành cái hạt lúa, bắt đầu nó chín. Thì khi đó người ta cắt về người ta ăn thì người ta không biết trong cái hạt lúa đó là thuốc, không hề biết. Thì từ cái hạt lúa đó mình đem về mình chà gạo,
rồi mình lấy cái gạo đó mình cho nano một lần nữa, mình cho nano một lần nữa thì khi mà cái gạo đó mình nấu thành cháo, cháo nó nở ra thành nước luôn, thì lúc này đây khi mình nấu thành cháo thì cái hơi nó bốc lên, cái hơi nó bốc lên nắp xong bắt đầu nó động thành nước, bắt đầu nó rớt trở lại rồi xong, thì khi mà nó nở ra thành bã hết rồi thì mình lấy cái cháo đó mình ăn, thì ở trong cháo đó cái xác của cháo là làm dinh dưỡng nuôi mình, còn cái nước đó chính là thuốc trị bệnh nan y. Ngoài ra ta còn sử dụng một số loại thuốc núi để mà được gọi là tẩy cái oxy hóa của cái bệnh ung thư thôi. Như vậy thì cha nói như vậy thì mọi người là hiểu chưa kịp, nhưng mà giờ cha nói đó là ví dụ như bây giờ mình bị bong gân, mình bị bong gân một chỗ nào đó, bắt đầu mình nhờ một người bạn của mình bóp cho nó đỡ đỡ, bóp xong rồi mình lấy rượu mình thay luôn, vậy thì hết. Vậy rượu đó là thuốc, mà rượu đó phát xuất từ đâu? Từ gạo. Thẳng nè, vậy từ cái hộp gạo mà anh nấu ra được cái ly rượu đó là anh nung nó tới một cái nồng độ nhất định, bắt đầu nó bốc khói lên, nó tạo thành hơi nước đó nó rớt xuống tạo thành rượu, và chính lúc này đây cái rượu đó chính là thuốc. Mà cái thuốc này nó được hấp thụ bởi từ cái nhị lúa, nó hấp thụ từ cái sữa lúa ở dưới lòng đất hấp thụ lên. Vậy thì lúc này đây mình lấy cái rượu đó mình tha vô tay vô chân của mình tự động hết nhất, mình gọi là rượu rượu thuốc. Thẳng nè, đơn giản không? Vậy thì cái điều cha nói hôm nay thì không ai tin cả. Vậy thì hãy đợi 5-10 năm sau khoa học chứng minh để tin đó là thuốc, để tin cháo nano nó là thuốc, không cần chứng minh. Đây là lành tính, tất cả những người ở đây là lành tính, thì cái điều cha nói cháo nano buộc hãy tin, không cần phải chứng minh được. Đây tất cả những bệnh nhân này là lành tính, mà hôm nay chúng ta ra như vậy là từ hôm chúng ta nhập phòng khám đến nay là chúng ta ra được 20 ca ung thư, 20 ca nan y, trong đó có các loại bệnh. Và đằng sau lưng của chúng ta là có khoảng 10 ca, 10 ca này dự kiến đến sau ra, còn ở đằng sau lưng thì chúng ta còn mười mấy ca dự kiến tháng tới ra, có nghĩa là hàng tháng chúng ta cho ung thư vô rồi ung thư ra, ung thư vô rồi ung thư ra. Điều quan trọng là mọi người có thi hành cái lời cha nói hay không. Cái điều này cha phải mất 20 năm, coi như cuộc đời cha năm nay có 40 tuổi thôi, mà cha phải nghiên cứu cái thuốc này 20 năm, chứ không phải cha mới nghiên cứu ngày hôm qua nha. Như vậy cha đã mất 20 năm nghiên cứu, 20 năm là một cuộc đời đó không? Một giải quyết một cuộc đời. Như vậy cha đã nghiên cứu 20 năm rồi, đến ngày hôm nay cha mới cho ra đời những cái loại thuốc này để chữa trị nan y. Như vậy thì những ai mà được phước, những ai mà có cơ hội, hay nói theo đạo Phật, những ai có duyên mới tới đây chữa trị được. Còn bình thường thì cha không nhận. Lý do là tất cả mọi người khắp nơi cha không biết ai là ai hết. Như vậy thì đến đây mà điều trị lỡ có gì làm khó cha phải đi ở tù, cha không chịu nha. Bởi vì ở đây cha trị bệnh trên tinh thần yêu thương và cho không. Như vậy thì cha nói trước, những người đạo Phật thì phải có sư trụ trì đưa về, còn những người ngoại đạo thì phải có chính quyền địa phương đưa về chữ thập đỏ, còn những người công giáo thì phải có đức giám mục đưa về, còn linh mục không đưa được là bởi vì linh mục đưa giám mục không cho, bây giờ giám mục phải đưa. Như vậy hỏi những điều cha nói hôm nay, vậy cha có thích tụ tập không? Bây giờ muốn cấm cha nghiên khám bệnh dễ lắm, cấm sư thầy không dẫn hòa tử về là đâu, cấm chính quyền không dẫn về là đâu, cấm giám mục không dẫn về là rồi, là cha đang đây cũng vậy, cha có ham trị bệnh không? Anh Tám không nhận cha đâu có ham trị bệnh đâu. Nếu cha ham trị bệnh cha đâu có đưa ra nguyên tắc này. Nếu cha ham quy tụ cha đâu có đưa ra nguyên tắc này. Rõ ràng mọi người phải hiểu cha ngay chỗ này là cha không ham trị bệnh đâu. Cha cũng không ham đông người nha. Mà nếu đông người thì đổ thừa cha quy tụ, rồi đổ thừa cha là làm xấu, cha không chịu. Vì cha đang tu mà, tu sướng hơn đâu. Có ngày đi quay cam không cha chịu nổi. Đó nè, vậy do bởi cha đã nghiên cứu ra được một cái loại thuốc chữa ung thư, đây không còn là vaccine nữa mà là loại thuốc chữa ung thư cực kỳ trên vũ trụ này,
trước trước đi. Mà hồi nãy cha đã phân tích cái hột gạo rồi, chúng ta nghe rồi không ạ? Cha đã phân tích rõ trong hột gạo rồi. Và cái điều cha nói đó kết quả cho ra đời lành tính. Một người bị nổi hạch thì đi xét nghiệm, một là âm tính, hai là dương tính. Mà nếu dương tính là ung thư, mà sau khi hết ung thư thì trở thành lành tính, chứ không còn âm tính, dương tính nữa. Nếu anh là dương tính, tôi chữa hết dương tính thì anh trở thành lành tính. Mà hãy đã lành thì không thể nào rách được, không nè. Cái áo lành mà sao gọi là áo rách, không nè. Trở thành người không có bệnh được. Vậy ý cha muốn nói là người này dẫn về, người kia dẫn về, người nọ dẫn về là do bởi cha không muốn chữa bệnh đâu, cha cũng không muốn đông người đâu. Vậy bây giờ muốn cấm cha chữa bệnh dễ không? Anh Tám thấy dễ không? Dễ vô cùng. Cấm xin thầy là xong, cấm chính quyền là xong, cấm giám mục là rồi cha đi là cha coi như là ta cấm. Đừng cấm cha, đừng cấm cha, cha đâu chữa bệnh đâu cấm. Nói là đừng cấm thì cha đâu chữa bệnh đâu cấm. Cấm những người dẫn về là tự động cha hết chữa bệnh đi, tự động cha hết chữa bệnh, cha không có người chữa đó. Như vậy những ai mà có cơ hội chữa bệnh phải ráng nha, những ai mà có cơ hội được cứu mạng phải ráng, vì cái loại thuốc này khó kiếm. Nhưng mà cha cũng đã giải thích hết rồi. Như vậy thì tất cả mọi người chúng ta hãy nhớ mình dùng cái loại thuốc đó để mình cứu mình tại nhà nha. Đó là những gì mà cha nói cha đã nghiên cứu được trong 20 năm qua. Cha phải bỏ 20 năm của cuộc đời, ban đêm người ta ngủ cha thích, ban ngày người ta thích cha thích. Chứ đúng ra mà cha mà ngủ được như mọi người là hôm nay cha có già đến mức độ thì cha thích quá nhiều, cha thích quá nhiều rồi, cho nên xuống người, xuống cấp hết. Nhưng mà đổi lại 20 năm cha thích lắm, được một cái loại thuốc chữa bệnh nan y cũng là đủ vốn, phải không nè, đủ vốn. Vậy đó là cha thông báo cho mọi người biết là cái đường lối làm việc của cha là cha không có ham chữa bệnh, cha cũng không ham huy tụ. Nhưng những ai mà không cho cha chữa bệnh thì trúng ý của cha. Anh Tám đồng ý không? Không cho cha chữa bệnh là trúng ý của cha. Nhưng mà cha đã nghiên cứu được thì cha sẽ làm. Nhưng mà cha làm với cái đường hướng đó, với đường hướng là phải đưa về. Còn nếu mà để cho cha mở tự do cho chữa bệnh là cha chưa làm được gì này nha. Thì đó là ý cha như vậy. Còn xin giới thiệu đây là ban diện cảnh của cha. Ban diện cảnh này là đã có giấy xác nhận của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Tất cả này được giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu đã phát bằng diện cảnh hết, để cho những người này có dịp diện cảnh cho tất cả những bệnh nhân hàng ngày nha. Thì đó là những cái mà cha nói sơ qua như vậy. Cuối cùng thì để dành lời lại cho tất cả các người lớn trên này nói chuyện thì cha khuyên các bệnh nhân hãy cố gắng giữ phác đồ của cha. Phác đồ này cha đã thức đêm 20 năm nha. Cha đã thức đêm 20 năm và phác đồ này đã ra đời bằng 20 ca nan y đồ. Hiện tại bây giờ là còn 30 ca nan y đang chuẩn bị ra 10 ca. Tháng sau ra 10 ca, tháng tới ra 10 ca, nhưng mà bù lại thì tháng nào cũng có vô, có ra. Tất cả các bệnh nhân ở đây, bây giờ cha đã mệt rồi. Hiện giờ bệnh nhân ở trong này nhiều quá, cha đuối rồi. Có nghĩa là cha bị giới hạn lợi, cha ở trong phòng ra cửa, cha không được lên trên này. Cho nên bây giờ cha không biết là làm sao để giải quyết những bệnh nhân ở đây. Mà bệnh nhân ở đây về phòng trọ thì chết. Tại vì bệnh nhân mới vô nặng quá. Mà nếu cho vào phòng trọ thì ban diện cảnh và cha không thể nào túc trực ở đó được. Mà ở đây thì ta chịu hết nổi rồi. Bây giờ cha cũng không biết phải giải quyết cách nào. Thì bây giờ mọi người giúp cha, mọi người giúp cha cái cách để giải quyết để cho bệnh nhân này được cứu sống. Đó là cái mà cha đang trông chờ mọi người giúp cha. Còn nếu mọi người giúp cha không được thì cha chịu thua. Tại vì khả năng của cha chỉ có đến đây thôi. Ở trong này cha sẽ lưu trú được 2 bệnh nhân, quá là 2 bệnh nhân. Mà giờ lên tới 5-6 bệnh nhân là nó quá tải, chịu không nổi. Thành thử ra mà nếu mà 5-6 bệnh nhân này lưu trú ở đây thì mình cứu được, còn đưa về nhà trọ là chết. Vậy thì bây giờ con cũng không biết cách nào chứ không? Có gì chú sẽ giúp cho chúng con đi nha. Bây giờ đó là những cái ý định của cha. Cha bộc bạch hết tâm tình của cha như vậy, cha không giấu giếm gì cả. Nhưng mà cha nói rồi, cấm cha chữa bệnh vợ dễ ở luôn vậy thôi, không có khăn gì đấy. Nhưng mà phải để cha chữa bệnh phải có thứ tự.
Dạ có thứ tự vậy, như chỗ này anh sẽ biết là cha là linh mục, thì hàng ngày cha phải có đọc kinh cầu nguyện riêng của cha, mà cha đang chuẩn bị chỗ để cha đọc kinh chứ đâu phải cho mọi người đọc kinh. Chỗ tu hành thì có mình cha đọc kinh thôi chứ đâu phải cho mọi người đọc kinh, mà mọi người đọc kinh vô đây cha hết biết người đọc kinh luôn. Thế là đáng lẽ cha phải có cái giờ đọc kinh riêng, cái giờ ngồi bên Chúa riêng, cái giờ cầu nguyện riêng của cha để cha cầu nguyện cho các bệnh nhân. Mà giờ ở trong này 6-7 người, cha không làm được nữa, cha bị giới hạn ngay cửa đó nữa. Bây giờ ra vô đóng lại, ra vô đóng lại, rồi giờ cha không biết làm sao thì thôi thì cha nhờ các đại nhân. Các đại nhân bên này, các người lớn bên này có gì lát nữa ý kiến thì cha nhé. Bây giờ đó là những lời mà cha nói chân thành với tất cả mọi người, cha tải lòng ra là hết rồi. Bây giờ phần còn lại thì cha nói xong rồi, cha hơi mệt quá, mọi người cho cha tràn cái tay cho thầy đây. Bây giờ ý kiến đầu tiên là con kính mời sư thầy. Sư thầy cho chúng con một ý kiến là bởi vì sư thầy có dẫn một người bệnh nhân, một Phật tử của sư thầy, xin mời tử đứng lên. Con xin mời sư thầy lên đây cho ý kiến để dạy dỗ chúng con. Dạ. Chúng ta cho một tràng pháp tay để đón chào sư thầy. Trong phòng của thầy mà chữa bệnh
Thứ hai nữa xin cảm ơn cha đã tạo điều kiện cho bệnh nhân ở đây một cái chỗ rất là cũng thích hợp, mặc dù chưa có được tiêm gì mấy rồi, nhưng mà đây một cái là cái khả năng của cha thôi. Bây giờ thì nếu mà cho sư xin ý kiến thì không có gì hơn là xin mấy chú trong ban lãnh đạo của chính quyền ấp thì cũng có một cái suy nghĩ hay là một cái tính toán gì đó để tạo điều kiện cho cha có điều kiện nó tốt hơn, rồi tất cả các bệnh nhân mà đã chữa bệnh mình khỏi, mình cũng có quan tâm đến cha, cần cái quen biết của cha là cần cái điều kiện gì, nếu mà với cái khả năng của mình giúp được cho cha thì cứ việc để giúp cho cha để có cái điều kiện để thuận tiện cho việc chữa bệnh cho bệnh nhân. Và cái việc này là cái việc chúng ta nên làm, đáng làm nữa. Chị xin chỉ có ý kiến vậy thôi. Rồi chân thành thứ nhất đây chân thành một lần nữa chân thành cảm ơn đến cha và tất cả toàn thể các vị thầy thuốc đã chữa bệnh cho bệnh nhân thứ nhất nữa. Rồi thứ hai nữa tất cả các con cháu đã hiến thảo đến nuôi bệnh, trong đó có cha mẹ mình, có người thân mình, cũng xin chân thành cảm ơn những vị là con cháu là người thân của mình đã nhiệt tình đến giúp đỡ, trong đó giúp đỡ người thân của mình và còn giúp đỡ chị lạc giặc trong chuyện chữa bệnh của cha nữa. Rồi không có gì hơn chiếc lời cũng cầu ơn Phật trời gia hộ và các đấng thiên liêng đã tạo hóa đã giúp đỡ cho chúng sanh được thoát khỏi cái hiểm trần khổ ải này. Còn một lần nữa cũng xin chúc chú quý vị gặp được niềm may vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con cảm ơn sư thầy rất là nhiều. Sư thầy đã hết lời khuyên nhủ chúng ta, chúng ta ghi khắc những lời của sư thầy để chúng ta sống tốt hơn. Bây giờ cha có thể mời các bệnh nhân, có ai có ý kiến nào, bệnh nhân ra viện hôm nay có ai có ý kiến nào không? Ai có lời nói nào không? Không ai, những người bệnh đây thôi, năm người bệnh thôi, năm người bệnh. Chút xíu con mời, chút xíu con mời. Kính thưa cha, kính thưa ba ngoại trưởng và các thầy, ban chính quyền, con Trần Nhân Hoàng ở Nha Trang đấy, con mang bệnh ung thư lá lách, con đến với nhờ Chúa và cha đã tận tình, các thầy đã tận tình chữa con hôm nay. Giờ tính giờ đây là một tháng 11, 16 năm là đây con hết bệnh ung thư. Mừng quá. Dạ mừng quá. Đầu tiên con cho bạn gia đình con xin cảm ơn cha rất nhiều. Dạ. Cha đã cứu sống cho con. Chúc anh mạnh khỏe luôn nha. Hồi nãy chú muốn nói chuyện á, con mời chú. Con mời chú. Con xin mời chú vô trong này. Mời bạn. Dạ. Kính cha. Dạ. Kính cha. Dạ. Các ban ngành đoàn thể, ông bà cô bác và anh chị có mặt hôm nay tại hậu trường của cha, thì riêng tôi là chồng của bà Võ Thị Hai. Mời bạn. Tuy nhiên, cha cũng nhắc nhở thời gian qua cũng nhờ cha tiếp nhận và bên mà cũng tiếp nhận săn sóc các bệnh nhân đều là chu đáo thật sự. Còn qua phần thuốc men thì cha không có nhận thấy, vì đó thì nói chung các cái bệnh còn nói riêng thì tôi đại diện cho bà Võ Thị Hai thì rất chân thành cảm ơn cha và bên vị trần và các ban ngành đoàn thể có mặt hôm nay, xin chân thành cảm ơn. Bây giờ các bệnh nhân còn ai thì xin mời con. Xin mời con ý kiến. Lời đầu tiên con trân trọng kính chào cha, các ban hiện trận, chính quyền và toàn thể ông bà cô bác hiện diện nơi đây, lời chào trân trọng nhất. Dạ. Con là con của bà Mai, con xin đại diện cho bà Mai và những người chưa có ý kiến, con xin đại diện để trên thành là con cũng như là con đến đây cũng hơn một tháng rồi.
Thì đầu tiên con đến đây thì chắc con cũng không có tin như những người khác nói về bệnh mà trị ung thư. Con nghĩ chắc thần thánh phương nào hay là qua đài tái thế gì. Nhưng mà một thời gian ở đây thì con mới xác định được là những ca trước là đã về bệnh, đã hết, đã về. Thì lúc đó con mới là thật sự tin. Thì con cũng cứng lòng tin như ông Tô Ma vậy đó. Chừng nào con họp vô đổ cho cái sườn Chúa hay là giáo đình Chúa cũng mới tin. Nhưng mà giờ đây con thật là, nhưng mà con khó tin, nhưng mà khi mà tin rồi con rất là vững vàng. Con về con sẽ tiếp tục, những người nào mà nói về không khó nghe gì cho được thì con sẽ chứng minh. Tại vì con đứng đây là, đến đây là con thấy những gì sự thật và mắt thấy tai nghe. Và qua quá trình trị liệu ở đây thì con thấy cha và bác viện trợ rất là cực khổ. Ví dụ như là muốn có một cái thuốc để uống thì cha phải bán mặt cho đất, bán lên cho trời mới trồng được cái cây thuốc này. Rồi hàng đêm bác viện trợ và cha cũng theo sát những bệnh nhân ở trong phòng cấp cứu. Thì những người bệnh nhân thì nhiều khi người ta gì ta ngủ ngon lành, hoặc những người nuôi ta ngủ lành, nhưng mà cha và các viện trợ thì không có thời gian ngủ nhiều. Thì những người mà nói gì khó nghe cha thì xin những người đó coi lại, đừng nghe những gì mà người ta dư luận. Muốn tìm hiểu cha thì cứ đến đây, thời gian sẽ trả lời tất cả. Và cuối cùng thì con xin đại diện gia đình thì con cũng xin cầu xin Chúa ban hồng ân xuống cho cha nhiều mạnh họ về xác và các diện trần để có nhiều sức khỏe để thành công trên con đường mà cha đang tiến bước. Con xin trọng kính chào. Lần cuối cùng là con xin chào chia tay những người đi sau. Con may mắn được gì trước. Con chân thành chào những người đi sau và chúc những người ở phía sau, những bệnh nhân mang hết bệnh gì sức khỏe và gia đình được hạnh phúc. Con xin trọng kính chào. Vui nhất là chỗ đó, tức là người ăn ra trước nha em. Bây giờ chúng con xin kính mời chú Sáu. Chú Sáu là đại diện chính quyền địa phương của ấp Mai Hương. Xin mời chú có ý kiến để dạy dỗ chú. Mời chú đứng đây. Chú đứng ngay toàn. Dạy dỗ chú con ít điều. Dạ. Kính thưa cha từ, thưa toàn thể các ban trong cái tổ trị bệnh và toàn thể bà con có mặt hôm nay, thì đúng là tôi thì đại diện chủ quyền ấp Mai Hương, nhưng mà cũng nay cũng có người anh ruột cũng đang điều trị bệnh ở đây. Cũng như cha thượng mới nói nãy là bệnh nhân hút 10 năm nay đó, cho nên nay thì nhân cái dịp tổ chức cái buổi lễ hôm nay thì đưa một số bệnh nhân bệnh về quê nhà, thì hôm nay thì cũng trao đổi với số bệnh nhân như thế này. Nãy cha thượng có phát biểu thì về anh ruột thứ ba này là bệnh hút nay khoảng 10 năm. Mà cái thời gian trước đây thì gia đình có đưa là anh Hoàng là đến bệnh viện Đại học Y Dược, nhưng mà lên trên bệnh viện Đại học Y Dược đó, thì bác sĩ kiểm tra tổng quát thì chỉ có bán có 3 viên thuốc rồi chưa về, cho nên coi như là cái bệnh viện Đại học Y Dược đó là không trị. Cho nên qua quá trình thời gian về thì cũng nghe và đồng thời có đây có anh Hậu cũng giới thiệu cho nên đi qua chỗ cha Tường, thì đến trị nay cũng khoảng nửa tháng thì thấy sức khỏe của anh Hoàng là giảm khoảng 50% những đại diện Trung Quốc. Thì trước thì cũng đại diện chính quyền, đại diện ở chính quyền địa phương Mai Hương cũng xin cảm ơn cha Tường, toàn thể các anh em trong cái ban và toàn thể bà con có mặt hôm nay, thì tôi chắc có thể phát biểu chút nữa xin hỏi. Chúng con cảm ơn chú Sáu rất là nhiều. Cuối cùng chúng ta còn
hai ý kiến quan trọng nhất là của chú Năm, chính quyền địa phương ở đây, và anh Tám đại diện của điểm chữ thập đỏ đây. Bây giờ trước khi chúng ta nghe hai ý kiến quan trọng thì chúng ta nghe một ý kiến cũng rất là quan trọng, đó là ý kiến của em Gia Gia Tương Nhi, là con của có mẹ trị ung thư phổi giai đoạn 4 ở đây. Em Gia Gia Tương Nhi là diễn viên điện ảnh ở Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay. Cho mời con lên dạy dỗ cho cha hết lời con. Con xin mời chú Đông, xin mời chú Tư. Lần đầu tiên con rất là vui. Đây là lần đầu tiên con được gặp cha thầy. Thực ra là con là cái người đầu tiên nhắn tin cho cha và liên lạc với cha sau khi coi những đoạn video ở trên YouTube của cha. Và không biết cái điều gì nó mách bảo con và mẹ của con liên lạc với cha, nhưng mà con biết chắc chắn đó là Chúa Giêsu đã dẫn dắt con tìm với cha. Và trong chỉ có 2 ngày duy nhất thôi thì mẹ con và Nguyễn Thiên Liên đã được cha chấp nhận vô đây để chữa trị. Có rất là vui là hôm nay là bà đã 3 tháng rồi trong thời gian mà theo dõi mẹ của con chữa trị. Không biết nói gì hơn nữa, cảm ơn cha rất là nhiều. Mẹ con đã hết bệnh rồi, con đừng lo nữa nha. Anh nói thứ hai là cảm ơn tất cả ban giám chị ở đây đã giúp đỡ. Rất là nhiều nguyên nhân thuộc về trong đó có mẹ của con. Không biết sao mà xúc động. Cứ khóc thoải mái đi con, là nói sao. Cứ khóc thoải mái đi, nói cho nó khỏe nha. Tại vì thật ra thì mẹ hết bệnh thì đương nhiên là phải mừng. Cái khóc này là khóc mừng chứ không phải là khóc khổ nha. Dạ, dạ. Mừng, phải không con? Thiệt ra là đến ngày hôm nay thì mẹ con đã bình phục hơn rất là nhiều. Và được nhờ ơn của cha. Ơn của Chúa con, ơn dạ. Của Chúa. Ơn của Chúa và ơn của cha nữa thì bây giờ mẹ con cũng đã bình phục được rất là nhiều so với những ngày đầu tiên lên đây rồi. Không biết nói gì hơn là cô thay mặt chị của con và anh cậu của con đã thay con ở đây chăm sóc mẹ của con trong khoảng thời gian 3 tháng. Đó là một khoảng thời gian rất là dài. Và con hy vọng là những người mà ở lại sẽ được Chúa ban ơn, sẽ bình phục giống như mẹ của con. Mong sức khỏe đến cho những anh chị ở đây có một sức khỏe và dồi dào, và cũng như cha để cha có thể thay mặt chú điều trị cho những bệnh nhân còn lại. Cảm ơn. Chúng ta cho. Con muốn nói gì nữa không? Qua đây thì con xin chế ý của con muốn nói là con chúc được là những cái bạn, những cái bệnh nhân nào may mắn như con coi những cái video này thì hãy tin cậy, bởi vì đây là một cái địa điểm mà con nghĩ là rất là có lòng nhân ái xuất phát từ cha cũng như là những ban điều trị ở đây. Tại vì khi mà con đưa mẹ con tới đây á thì con không có mất một đồng nào hết, mà bây giờ còn được chữa trị xong bệnh nữa. Thì hy vọng là những bệnh nhân nào được ơn được phúc như con cũng sẽ thấy video này và cũng sẽ tìm với cha. Nhưng mà mọi người nhớ là phải làm theo những cái điều khoản của cha để cha có thể tiếp nhận được những bệnh nhân mới theo đúng cách mà cha muốn và cha hài lòng. Con cảm ơn cha. Dạ, cảm ơn con rất nhiều. Cho trang phóng tay. Cảm ơn con đã nhận thời gian đến đây để rước mẹ con về và nhắc nhở cho cha và ban diện cảnh cho như mọi người những điều tốt lành nhất. Bây giờ con xin mời một ý kiến rất là quan trọng của chú Năm, rồi sau đó ý kiến của anh Tám. Con xin mời chú Năm cho chúng con những lời muốn từ dạy dỗ rất là cần thiết để chúng con tiếp tục cuộc sống và chữa trị cho các anh chị em bệnh tật. Thank you.
linh mục mình xoay đo mình nghe người tôi bảo là cùng các bệnh nhân có mặt hôm nay, trong đó có những gia đình bệnh nhân cũng có mặt hôm nay. Bữa nay tôi không biết nói gì hơn, các bữa nay nói cũng ngắn ngắn thôi, thì nói rất nhiều rồi. Khi quyết định lãnh đạo cũng có nói là quá trình thành phố anh đều làm rõ, có họp với là chặt lên đây đã trị bệnh. Cái này tôi cũng là không biết dùng cái từ gì, cực kỳ giỏi quá, hay đó. Nói gì vậy, cái từ đó vì không biết cái dùng cái từ nào để cho anh chính đáng thời. Bởi vì mình nói quá trình thấy ở đây rõ ràng là cô bác đây chị mà tôi là bệnh viện tức là coi như là cái không được khỏi là thứ tư hơn thứ bốn mà đến ngày nay chúng tôi từ khỏi chết tại dày, tức là cái chuyến đi này ra rõ ràng là gia đình chắc không tưởng phải có những cái chú nào hiểu đó, tức là tại đây cũng không tin gì đến này, thấy cái đơn sơ thấy cô sơ thì thuốc núi không rõ ràng ăn cháo đã ngon chắc cháo lộn nữa rõ ràng chắc không tin, mà rõ ràng nãy chú đó nói cũng là tay không bằng ta nghe mắt thấy đúng là thấy thực tế đó, tại chỗ cách điều trị mà thầy ra cũng là đủ, nhưng mà mấy thầy cũng cao ung thư rồi đó. Và bữa nay thì tôi muốn phỏng vấn một bệnh nhân đây, không trong năm bệnh nhân này để cho bệnh nhân nói thực tế hơn, chứ mình nói hoài thì chúng thấy thôi lãi rồi thất hiểu rồi phải không. Bệnh nhân này đây trẻ tuổi rồi thì bên này cũng rồi thôi nhờ cô hiểu quá trình vô đây thì bệnh bắt đầu đến bữa nay được không ngắn gọn thôi đó gì muốn xỉu rồi bảo muốn xỉu rồi đừng khóc nào đừng khóc. Chắc con hỏi chú Năm hỏi chưa hiểu. Tức là trước giờ là vô đây ban đầu có tin không? Có tin là cái chủ đường là cái phòng khám bệnh này có chị mình nói thôi. Con đi tiểu đường là sang hôm nay rồi, nhưng mà đầu tiên đi thì cũng bước đầu đi cũng chưa tin lắm, nhưng mà thực tế vào bên trong này mới thấy cha và các bạn chăm sóc là mình tin tưởng và xác nhận vào trong chỗ này là rất tin tưởng. Mở mắt thì thấy tai nghe rõ, chứ không phải gì nữa là được chữa chăm sóc cho bệnh. Con hôm nay là khỏi bệnh nên là không chỉ biết là thôi cảm ơn cha và các thầy. Rồi sức khỏe của cô Lưu bây giờ làm sao? Dạ, sức khỏe con là khỏe rồi. Rồi hứa sao? Từ đây tới nào là tới đây là khỏi tới thì bệnh phải không? Dạ. Thì là hết rồi cái gì nữa? Dạ. Tới đây thăm cho tự. Chỉ là hậu cảnh. Thôi cũng rồi cảm ơn lời hiểu của cô ha. Xin chú Đông ơi dạy dỗ chúng con tiếp. Tức là được nghe coi như là năm bệnh nhân sắp ra cái phòng khám mà được hai ý kiến phát biểu, nhất là nãy cái chú đó cũng thật tình của mình, tức là cái ung thư giai đoạn cuối không là thật tình đó là mình phát biểu. Vì bản thân tôi thấy cũng tính khởi mà mình cho là coi như là năm bệnh nhân này được ra, mà nhất là cái gì đó là cái gì họ đến đây thì không được đâu. Đúng rồi. Cùng ai bài nhà cũng chúng lại phát biểu hơn. Thì bây giờ tôi hiểu trước rồi hỏi tôi nói kiểu vậy nè, tại vì tại sao giờ là coi như là chị này là cô bác thấy là chị đơn giản ăn cháo na nô cháo lộn mà hết bệnh, mà cháo na nô là gì nãy là coi như là cha tự mình không tính rất nhiều rồi tôi không nói lại. Thì ban đầu có số cô bác này tự trị cái gì mà ăn cháo đồ uống thuốc là uống thuốc núi cây không à, mà tại sao hết bệnh. Đúng là cái chuyện đó cực kỳ, tôi nói cực kỳ là coi như là giỏi, nhất là coi như là cha tượng cùng ban câu chẩn đây. Thì tôi cũng nói hoài phát huy đây đâu đó giờ là chưa có cái phòng khám nào cho công yêu thương cho công đó là thôi. Bây giờ năm bệnh nhân này sắp rồi coi như là hồi nữa chút xíu nữa thì bây giờ về quê nhà là chắc dịch bị ăn mình
ra đi không hẹn hồi về ngày về mà bây giờ có hẹn đúng có người là tháng chắc trước trước giờ ra cái gì không hẹn là ngày về luôn bây giờ có về rồi thì gia đình tôi cũng là coi như là bản thân tôi cũng chúc cho là năm bệnh nhân này đáng cố gắng về là theo phát đồ của là cha thường này ra với hội chẩn này ra nói cho đường y nữa đừng có y vô đây cứ nằm nữa không ráng cố gắng còn những là coi như là bệnh nhân hồi nãy là cũng như chúng phát biểu rất hay chào cái số bệnh nhân ở lại thế thì sao á thì cũng đáng cố gắng theo phát đồ của là coi như ban hội chẩn đề ra sai một phát đồ không được bị hỗn rồi tôi cũng nói được lúc đó bà xã tôi không tin ba tiêu đường nữa về coi như là mấy thầy đại biểu là ăn coi như ăn chay tức là coi như không ăn không nhận tôi nói bả trời ơi ăn xong mấy thầy đều biết được phải không tốt tên ăn đại cho nên sao mà về ăn chay vào đó giờ đâu có độc thật tôi như ăn chay cuối cùng đâu nửa tháng sau rồi là thầy là phát hiện được nó bắt năm gái còn ăn động vật nhiều quá ăn bậy bạ mà về chết rồi hả chết rồi luôn từ đó là coi như là bả thực hiện luôn tới ngày nay rồi bây giờ là hai tháng trời ăn cháo đó tôi hỏi ban đầu ăn vì sao phải ăn ban đầu tôi cũng thấy rất giả ăn được ngày hai ngày bây giờ bà muốn ăn cháo luôn rồi đó tôi hỏi tôi nói bây giờ là về nói chức năng thì ăn trở lại ăn chay rồi đi đó tôi thì tôi ăn cháo luôn đi đó thì cái đó là cái lòng tin của mình thấy không đã cố gắng nhưng là cái bệnh nhân đã cố gắng những phát đồ này cái phát đồ là quan trọng nhất hồi bữa hỏi này cho tôi nói như là thuốc chỉ 30% còn bây giờ cái phát đồ thì mình nó 70% hỗ trợ cho mình mà cái đó là trong đó có tinh thần mình gắn đó cái lòng tin của mình thì từ giờ bữa nay có thầy nói ai đạo Phật thì tin Phật ai có Chúa lại cầu Chúa ha thì cái chuyện đó là tự nhiên là cái do tấm lòng của mình vậy là một lần nữa thì tôi không biết nói gì hơn là bây giờ là phát huy cái bài hội chẩn đẳng được coi như là nên nghiên cứu nhiều hơn nữa từ thành lập ban đầu cái trị nó cái dài hạn mà dần dần ngày nay là cái rõ ràng là cho từ nói bị bệnh ung thư giờ như đỡ người ta đúng vậy nhưng đỡ người ta rất dễ mà rõ ràng coi như các bệnh viện lớn nói bệnh ung thư là bắt đầu chạy ngay luôn đó, chạy không dừng lại thôi chỉ bây giờ qua ung bú để trà trị thôi về để thời gian các tử hình thời gian để chết thôi còn ở đây rõ ràng là trị hết về nhà anh chàng thôi giờ là đáng cố gắng một hổn tôi nói rồi nha lương y như từ mẫu chứ đừng lương y này như chị kẻ mà đúng là cái đường y này như từ mẫu nói ra miệt mài rồi hai chú đó cũng thấy rồi cái thuốc này từ là Hà Nội từ miền Bắc đem về trồng ở chăm con rồi những người chặt thuốc rồi này nọ rõ ràng là quá trình mà thời gian này những người nuôi bệnh mới biết là coi như cực khổ cha từ cực khổ các người chặt mà không lấy đồng bạc nào làm không cho tâm mà cũng bị biến này biến nọ thôi thôi đang cố gắng tức là mình làm phước những cái lời nói của ta bỏ vào tai cũng như bây giờ những người thực tế ở đây thấy ca nhà thấy thì bây giờ dần là phục hồi này nọ trở lại thì nó không lành thôi không có gì thôi giờ là năm hồi nữa là có cái quyết định rồi chặn gọi sao hả dạ còn lại bây giờ là chúc bây giờ là các bệnh nhân nha như chút hồi nãy cái chú đó chú em vị mình là gì đi sao vậy sao anh phải cố gắng nè thôi mà sau cùng thì không gì vậy anh là chút là lên một cái tường khỏe đẹp tay á đỏ không có bài tập đẹp tay rồi là nghiên cứu thuốc nghiên cứu là coi như là 20 năm nghiên cứu là mình đã đâu rồi đã có cả nữa năm rồi chỉ là năm lịch sáu là coi như là thầy này cũng là đáng cố gắng miệt mài hơn nữa mà nhất là thầy vui rồi mới về đó tức là mấy lần rồi thầy tiến cùng chỉ là ban hội chẩn đáng cố gắng vì nãy đi mình mang cái danh rồi được đi như tư mẫu rồi thì cái danh đó là không quả được ha đáng cố gắng rồi sau cùng thì cũng chúc rồi cho những bệnh nhân là đáng cố gắng được cho đồ để làm sao hết bệnh về nhà đoàn tụ gia đình thôi mình cảm ơn bây giờ chúng con cảm ơn chúng ta rất nhiều nãy chúng ta có nhắc nhở chúng ta rất là những lời dài mặt chúng ta cố gắng chúng ta hưởng ứng và chúng ta thực thi những lời của chúng ta nhắc nhở tại sao cha nói là cha đã nghiên cứu cái đường hướng trị bệnh ung thư 20 năm
À, bởi vì vào năm 2007 thì khi cha vừa thành phong linh mục xong thì Chúa đưa đẩy cha đến gặp một cái ông giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thập, là một nhà khoa học của địa chất, một cái đại vụ của địa chất ở nước Việt Nam. Thì thời điểm đó thì giáo sư tiến sĩ khoa học đã dạy ra cái công nghệ là cát hóa đá, đất hóa đá. Thì hiện bây giờ ta vẫn biết cái công nghệ là đất hóa đá và cát hóa đá, tức là công nghệ xanh. Tức là mình dùng cho suối silicate, mình cho nó nano lại và mình cho nó hòa quyện lại nhau. Thì khi đó là nó đã hòa quyện xong rồi thì mình dùng cái chất trơ gì bỏ vô, nó hút trở thành đá. Mà đá đó khi mà sau 10 tháng thì sau 13, 12 tháng thì nó là đá cụi. Còn cái xi măng bọt len này là sau 6 tháng đến 9 tháng thì nó thành đá. Vậy thì hiện nay ta cũng đang biết một công nghệ xanh gọi là công nghệ polymer, là do ông giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thập, một nhà khoa học nước ngoài, một cái đại thụ của ngành địa chất Việt Nam, đã dạy ra là năm 2007. Song song đó thì cha và ông giáo sư tiến sĩ đã nghiên cứu một cái loại nano để trị ung thư cho ngày hôm nay. Thì cha đã chơi với giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thập cách đây 20 năm rồi. Khi cha vừa thụ phong linh mục thì ông giáo sư nhà học nước ngoài thì ông đã đón nhận cha để nghiên cứu liền. Thì cha nghiên cứu cách đây là 20 năm. Thì cái phát đồ trị ung thư hôm nay là phát đồ của nhà học nước ngoài nghiên cứu với cha, chứ không phải cha tự nghiên cứu ra mà ra. Khả năng của cha cũng theo thôi, nhưng mà chỗ sau đi nữa thì ổng mới nghiên cứu cha 5 năm ổng chết. Ổng mới nghiên cứu được 5 năm là ổng chết. Thì ổng giao lại cho cha một cái công nghệ xanh, công nghệ polymer đất hóa đá, cát hóa đá và cái công nghệ chữa trị ung thư. Sau đó ông chết nay là khoảng 15 năm rồi thôi, thì ổng biết ổng luôn, rồi còn có mình cha nổi lên. Rồi sau đó cha bị già thì không gì ra làm nghề này luôn. Này vô tình thôi, nhưng mà rõ ràng cha nghiên cứu với ông giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thập, một nhà khoa học nước ngoài, nhà khoa học lỗi lạc, là một cây đại thụ của ngành địa chất tại Việt Nam. Ông là tiếng chim đầu đàn của ngành địa chất. Thì giống như là cha và ông cùng nghiên cứu thì sau gần khi ông gần qua đời ở chùa, ông đưa ông về làm lễ chùa Huệ Nghiêm ở Sài Gòn. Chùa Huệ Nghiêm có quận mấy cho quên rồi. Thì trước khi ông chết, cha ở bên Malaysia thì cha trở về cho thăm ông. Sau đó ông chết thì ông mới nói cha, ông dạy cha hai điều. Ông nói trước khi cha làm bất kỳ một điều gì về cái chuyện chữa bệnh ung thư thì cha phải cân đong đo điểm xác sự kẻo sau này nó lũng cục. Thì cha nhớ câu đó tới giờ. Rồi ông sẽ nói với cha rằng tuy rằng cha không lãnh một cái bằng tiến sĩ khoa học, nhưng mà sau cái nghiên cứu này, cha cũng là một cánh chim đầu đàn của những người trị bệnh ung thư. Thì rõ ràng là hôm nay cha thấy ngày hôm qua cha nhận những ca bệnh từ Hà Nội, Hà Đông, Hà Nội, chủ tịch chữ thập đỏ Hà Nội dẫn về Việt Nam. Đâu đây là bệnh nhân ngồi đứng đây nè thôi. À đây, bệnh nhân đó, bệnh nhân đang ngồi đó. Từ Hà Nội dẫn về. Thì cha mới nhớ lại lời của ông Trần Kim Thập, là một tiếng chim đầu đàn. Tiếng chim đầu đàn thôi thì cha mong rằng anh em cũng cầu nguyện cho cha. Đến đây là cha đã kết thúc cái phát đồ. Kết thúc phát đồ đã nghiên cứu xong rồi. Đã nghiên cứu xong phát đồ rồi. Thì cha cảm ơn Chúa. Cha để lại cái phát đồ này cho ban dự cảnh, cũng như là cha đã rao bảo trên mạng quá nhiều. Ai nghe được gì nghe, ai hiểu được gì hiểu, ai thực thi được cái đâu nên tới đó. Còn ban dự cảnh thì hiện nay đang nắm cái phát đồ trong tay rồi. Thì cha có chết thì ban dự cảnh sẽ cúng mình nha. Mọi người hãy cố gắng theo cái phát đồ này. Vì phát đồ này không phải tự cha nghiên cứu mà ra, là giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thập, một cái đại thù, một tiếng chim đầu đàn của ngành địa chất Việt Nam. Thì ông nói cha hai câu. Ông nói sau này, sau 20 năm thì cha đã thành cánh chim đầu đàn của những người chuyển. Quá thật là ngày hôm qua chủ tịch chữ thập đỏ Hà Nội dẫn vô, cha mới nhớ, sực nhớ lại con nó hết hồn. Hết hồn. Bây giờ nó đang từ Hà Nội vô, từ Mỹ về. Mỹ đang nhắc cho cha mấy ca. Đang hứa hẹn với cha nhiều ca đó, mà đang trên đường về thôi. Vậy bây giờ chúng con mời anh Tám là đại diện điểm chữ thập đỏ xin dạy dỗ chúng con ít lời. Chắc trên này có cái mic. Xin mời anh.
Chú Thanh Tám xin sẽ kính chào tất cả để chào thân thương nhất. Kính thưa linh mục, kính thưa chánh địa cấp, kính thưa ban diện chẩn phụ khám, kính thưa tất cả bà con cô bác anh chị em là bệnh nhân trị bệnh ngồi hôm nay. Thì riêng bữa nay Tám cũng rất vui mừng là được báo cáo lại là được là tất cả các là gì các anh các chú là năm bệnh nhân được ra bệnh viện được đồng ý. Bên cạnh đó thì rất là trước thì cũng như là các dự trận đã là tận tình là trị bệnh trong cái phương pháp điều trị. Bên cạnh đó các bệnh nhân đã tuân theo lời với các cái là dự trận đã điều trị, thì chính vì thế bữa nay các bệnh nhân là coi như là đã báo cáo lại là hoàn toàn hết ở đó, là một điều rất là vui và nhẹ sung sướng vì tất cả con người chúng ta là cái mạng sống ở trên hết. Thì nhân dịp đây cũng là bữa nay lễ ra quân người Tám cũng ước mong sao tất cả các bệnh nhân còn lại là chuẩn bị ra nữa thì chúng ta hãy gì đây là một cái tinh thần, một cái sức khỏe bệnh chúng ta thì chúng ta phải tuân theo các thầy này chỉ dẫn thì chúng ta sẽ là hết bệnh. Sau cùng kính chúc trước linh mục và các mạnh thường quân trong và ngoài nước tất cả bà con cô bác bệnh nhân đây các nhà sản được nhiều sức khỏe là hạnh phúc và xin hết. Xin cầu lại đây. Bây giờ xin mời bạn diện trận cho chú Tâm Tám đến ký quyết định cho các bệnh nhân. Để hôm nay xả trời mưa tới, xin mời bạn diện trận chúng ta nhanh chân lên. Cho em lại ký. Cha sẽ gửi một cái giấy xác nhận cho em Trần Hồng Lam Phương. Đây là giấy xác nhận cho em có khám bệnh ở đây. Bây giờ con nhận giùm cho em để em gửi về Sài Gòn để em được nhập học. Trần Hồng Lam Phương. Trần Hồng Phương Lam. Thì đây là Trần Hồng Phương Lam đây. Anh Tám ký tên. Trần Hồng Phương Lam, đây là cái giấy cho em về em nhập học nha, coi chừng nó bị nhăn nheo. Chúng ta ráng cố gắng còn cái phát bằng cấp nữa thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình ở đây. Tất cả mọi người chúng ta hãy cố gắng lên, điều tra nhắn nhủ là nhắn nhủ ban bệnh nhân, các anh chị em bệnh nhân chúng ta còn ở lại. Chúng ta phải cố gắng, chúng ta hợp tác. Bây giờ trước tiên thì chúng con mời anh Tám đại diện điểm hội chữ thập đỏ lên trao giấy cho bà Nguyễn Thị Liên là bà bị ung thư phổi đó. Đây, xin Tám trao cho bạn. Nói dài rồi. Bữa nay cũng nghe Tám đại diện của đại diện là được nhìn thấy gì được cái trị bệnh thì hết thì cũng đó là một phần là trách nhiệm là coi như các thầy đã tận tình đang trị giúp, nhưng bên cạnh đó gì cũng tiếp theo cái pháp độ của là các thầy trị thì đến nay gì đã hoàn hảo hết các bệnh đó ra tại chỗ đó thì cũng rất chúc cho gì sức khỏe rồi cũng là tiếp tục trở về gia đình cũng dạy con cháu chúng ta sống có tình yêu thương để là giúp đỡ những người là khó khăn thì chúc gì về thượng đội nè. Tôi xin mời chú Năm đến để trao giấy quyết định cho anh Trần Văn Hoài. Xin cảm ơn anh Tám rất là nhiều. Mời bắt tay ha. Thôi trước giờ bữa nay ra phòng khám thì tôi cũng điều tra nãy tôi cũng nói nhiều lần đó rồi, vậy bây giờ lại chúc cho chú về là khỏe mạnh khỏe cùng đoàn tụ với gia đình. Hồi nãy nói từ bữa chết phải về tính ra đi ha, không hẹn ngày về nãy tôi có nói rồi ha. Cố gắng hơn nữa thì bây giờ cố gắng là gì, giữ phát đồ, tiếp tục giữ phát đồ đó, ăn sầu
càng tốt. Nói gì cái về là mọi bổ ra nói vậy chứ về là cố cố gắng rồi một lần nữa thì chúc chú là đến địa điểm này thì đến mà không phải đến là trị bệnh cho thằng mình đến xong rồi vậy là chúng con cảm ơn chú Năm rất là nhiều. Bây giờ con xin mời sư thầy trao giấy khen, giấy ra phòng khám cho bệnh nhân Võ Thị Hàng là Phật tử của thầy. Xin thầy có vài lời trả dỗ Phật tử của thầy. Hồi nãy sư cũng có nói được rồi, bây giờ khi được ra khỏi cái gì để điều trị, thứ nhất là xin cùng về cái nhớ lời nhắn nhủ và sự gửi gắm của cha với lời với thầy trong ban tuyên truyền cho cô. Thứ nhất là ăn những thức ăn mà cha đã từng cho cô trong thời gian qua để có sức khỏe tốt càng tốt hơn. Rồi cũng trước khi dứt lời cũng kính chúc cho cô có nhiều sức khỏe để sống an lạc trong mỗi đời còn lại con ha. Chúng con cảm ơn sư thầy rất là nhiều. Xin chúc sư thầy mạnh khỏe. Bây giờ cha mời ông quản nhiệm điểm của chữ thập đỏ trao giấy quyết định cho bà Nguyễn Thị Mai, bệnh nhân Nguyễn Thị Mai. Xin mời người nhà đến để nhận dùng. Và nhận được hả? Hôm nay thì cũng chúc cho gì dồi dào sức khỏe, hết bệnh để sinh sống con còn lại sống với con cái sau này, dáng dạy dỗ con cái ăn cháo nano hết bệnh. Về nhà cũng đã cố gắng gìn giữ theo phong đồ để cho mình khỏi bệnh luôn. Rồi, rồi cuối cùng mà. Bây giờ cuối cùng chúng ta còn một giấy quyết định cho Phạm Thị Liên. Ra vậy xin mời thầy Lương Y Peter Võ Duy Tiến. Xin thầy đến để trao giấy quyết định cho bệnh nhân Phạm Thị Liên. Xin mời thầy có lại vài lời để nhắn nhủ chị Phạm Thị Liên. Xin mời thầy. Xin chúc chị đi về bình an và từ đây bình an độ dài mình lớn đó là bản thân em của mình để mình không bị bệnh nan y. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn thầy Peter rất là nhiều. Bây giờ cuối cùng chúng ta đã kết thúc công việc của chúng ta thì cha nhắn nhủ một câu ngắn gọn là tất cả các bệnh nhân ra viện cũng như là bệnh nhân chưa ra viện cũng như bệnh nhân cùng bệnh nhân là trong này có bà Nguyễn Thị Du là bà ung thư đa ung tủy. Xin bà cho vài lời cuối cùng trước khi ra viện, trước khi nhắn nhủ lại. Bà đã ra viện 3 tháng rồi, đa ung tủy, ung thư ung tủy. Dạ, trước hết con xin kính chào cha. Dạ. Xin kính chào khi cha làm chính quyền. Kính chào hết cả quý vị anh chị em. Con xin kính chào riêng các ban viên trưởng các thầy cũng rất mang ơn. Kính thưa cha và kính thưa quý vị, con là người đã chết đi mà nay đã được sống lại. Và mà con không phải là người giàu có gì nhưng mà cha đã rất thương con, cha đã buồn bỏ con, cho nên con đã được ngày hôm nay. Cả ban viên trưởng cũng vậy, cũng đã rất thương con và đã rất tận tình với con trong những ngày ở đây, không thể nào quên ơn được. Con chỉ xin cha là nhờ cứ cho con xuống đây để con thăm các anh chị em cùng nhà với con, có một cha chung cũng là bệnh hoạn của con. Con cứ muốn xuống con thăm các anh chị em trong mọi lúc thôi cha. Và sau cùng con xin Chúa ban cho cha được dồi dào sức khỏe để cha cứu giúp con. Con là đã người nhân chứng là thật sự đã khỏi bệnh rồi. Mà nhà thương thì bác sĩ thì không bao giờ mà nhận con. Bác sĩ thấy con là đã sợ mà cha lại không sợ con. Cho con được ngày hôm nay.
và tăng nhân lực cũng vậy, đã thương cô rất là nhiều, đã giúp cho cô những ngày khó khăn cô vượt qua. Đến ngày hôm nay là cô được chết đi sống lại cũng nhờ ban tin trọng, không bao giờ cô quên ơn. Cô cũng xin Chúa đổ cha hồng ân cho ban tin trọng được sức khỏe lâu dài. Và sau cùng con xin xin tất cả các quý bệnh nhân của con và các chị em một nhà của con cứ cố gắng lên, chúng ta cứ tin tưởng vào đã có Chúa, có cha, có thầy, có ban tin trọng rồi, chúng ta cứ mạnh dạn cứ tin lên, vui vẻ là chúng ta đã hết lên 50% rồi. Vâng, con xin kính chào hết tất cả. Con cảm ơn con luôn rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho cô đi về bình yên. Vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều. Dạ, dạ, dạ. Cô Vui là người đầu tiên ra phòng khám năng nghĩa đây. Cô Vui là người đầu tiên. Khi cô vào là cô bệnh đa ung tủy, tức là ung tủy trong cổ, trong người cổ có tủy ung thư. Có tủy ung thư, thành ra cô trị bệnh đây 3 tháng. Cô đã xuất viện là 3 tháng rồi cơ. Đã 3 tháng rồi, hôm nay là cô khỏe bình thường, không gì nữa cả. Còn lại chúng ta còn mười mấy ca cũng khỏe như vậy đó, nhưng mà không có cơ hội về đây. Thôi thì ai về được thì tốt, ai không về được không sao cả. Bây giờ cuối cùng cha xin mời tất cả mọi người đứng lên đọc kinh cáo mừng Chúa để cho chúc lành cho các bệnh nhân về được. Nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Sáng danh cho Chúa cha và đến Chúa con như đã có trước chung cùng và bây giờ và có và đời đời chung cùng, amen. Chúng con thì danh Chúa nhân từ cho các thánh linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Cuối cùng là cha nhắn nhủ với lời sau cùng là năm bệnh nhân này chúng con ra về bình an và không phải trả một đồng xu nào cả và cũng không cần phải cảm ơn ai hết. Nhưng mà cái lời cảm ơn đó đẹp nhất là trở về chúng ta ăn cái cỏ mang hạt giống, vì đó là thức ăn của chúng ta và chúng ta sống lại là nhờ thức ăn đó, và chúng ta mạnh khỏe tiếp tục chúng ta cũng sẽ nhờ thức ăn đó. Thì các bệnh nhân mà cảm ơn mọi người đây là về phía thiên điều đó là lời cảm ơn tốt nhất, đẹp lòng mọi người nhất. Cuối cùng cha xin Chúa ban phước lành cho mọi người. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phước lành cho anh chị em. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô chúng con. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Thôi chúng ta chia tay ở đây, chúng con xin cảm ơn chính quyền các cấp, cảm ơn ban nhiệm trận, cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta cho tràng hô tay để